Thưa quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh tôi đây đó là anh Phạm Bá Tứ, chủ của mô hình nhà lưới nhà kính vừa được xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm 2020. Chào anh. Anh Tứ ơi, thì đến tham quan mô hình của gia đình nhà mình thì em rất là tò mò, không biết là do nào mà vợ chồng anh quyết định là đó xây dựng mô hình nhà lưới nhà kính trên ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Có cái ý tưởng xây dựng nhà kính nhà lưới này ấy, thì cũng bắt nguồn từ mình nhận thức được là cái nhu cầu thực phẩm sạch nó là cái xu thế, có thể 5 năm, 10 năm nữa thì nó sẽ cực kỳ phát triển. Thế nên là mình xác định là sẽ xây dựng trong thời điểm này để khoảng 5, 10 năm nữa sẽ có kinh nghiệm rất là nhiều và có thể phát triển mô hình rộng ra nữa. Trong đó sẽ cung cấp được một cái nguồn lương thực thực phẩm rất là lớn. Vậy thì anh là một người đã trực tiếp tham gia và thực hiện cái mô hình nhà lưới nhà kính, vậy thì anh có thể nói cho quý vị hiểu rõ hơn là hai khái niệm này thì có gì khác biệt nhau không ạ? Về nhà lưới thì cái mái che ấy nó là lưới. Lưới thì mưa nó vẫn vào được. Còn về nhà kính thì cái mái trên nó là cái lớp bóng kính mà nhập khẩu từ Israel về. Còn cái tổng cái diện tích cả nửa kính nửa lưới này của nhà mình thì bây giờ đang là 1.000 m². Cái tổng cái kinh phí đầu tư của cái nhà lưới nhà kính này theo hướng mà gọi là đơn giản ấy thì đang mất chi phí rơi vào khoảng 150 triệu. Tại sao là trên cái diện tích 1.000 m² này thì mình lại kết hợp cả cái nhà lưới lẫn nhà kính ạ? Thì cái mô hình như này gọi là mô hình mình là mô hình đầu tiên, gọi là mô hình trải nghiệm từ về chi phí thi công này, rồi đến bây giờ là trải nghiệm về cái hiệu quả sử dụng, thì sau này sẽ định hướng là sẽ làm chuyên về cái sản phẩm đó. Ví dụ như trồng cây dưa lê kim hoàng hậu, dưa vàng đó, hoặc là cây dưa lưới ấy, thì yêu cầu là kiểm soát được lượng mưa bởi vì nó liên quan đến độ ngọt của trái. Thế nên là đặc biệt những cây đó ấy, tốt nhất là phải trồng trong nhà kính. Còn về cây dưa chuột như này thì trồng nhà lưới cũng được, hoặc dân bình thường trồng ở ngoài cũng được mà. Nhưng mà nếu mà dưa chuột mà được trồng trong nhà kính thì sẽ như thế nào? Nó sẽ tốt hơn vì nó sẽ hạn chế được cái lượng ấm bệnh rất là lớn. Có nghĩa là mình phù hợp lựa chọn cái nhà lưới nhà kính nhiều khi là phải phụ thuộc vào cái đặc điểm phát triển của cây, đúng không ạ? Đúng rồi. Chủ trang trại người ta có điều kiện kinh tế tốt thì người ta sẽ làm chuyên nhà kính kia, trồng cây gì cũng tốt cả. Và nhà lưới này thì sẽ có ưu điểm là chi phí sản xuất, chi phí xây dựng rất là thấp, thấp hơn rất nhiều, có thể bằng một nửa thôi, nếu mà không bằng nửa so với nhà kính. Là một trong những mô hình trồng trọt được tìm hiểu và áp dụng rất nhiều trong thời gian gần đây, tùy vào thiết kế và mục đích canh tác, trồng trọt mà loại vật liệu sử dụng sẽ khác nhau. Nhà lưới sử dụng toàn bộ lưới để che nắng, giảm sức nặng và ảnh hưởng của mưa, giảm cường độ ánh sáng, chắn côn trùng và chắn gió. Còn nhà kính hay còn gọi là nhà màng, chủ yếu để sản xuất thực phẩm sạch, thủy canh, nghiên cứu và canh tác cây trồng có giá trị thương phẩm cao. Đa số cây trồng đều thích hợp canh tác trong nhà lưới. Ngay cả một số cây ăn quả lâu năm cũng được nghiên cứu trồng theo cách này. Đầu tư nhà lưới sẽ không quá tốn kém như các dạng nhà kính hay nhà màng. Một số vật tư còn có thể tự làm, tận dụng để được thay thế các cột kèo của nhà lưới. Thế nhưng tuổi thọ của công trình sẽ không cao, dễ gây nguy hiểm, đòi hỏi phải kiểm tra và thay thế vật tư theo thời gian. Còn đối với nhà màng hay nhà kính thì nhiệt độ, độ ẩm hay thành phần không khí, ánh sáng đều có thể điều chỉnh, kiểm soát bằng hệ thống thiết bị chuyên biệt. Do là môi trường kín nên nhiệt độ sẽ cao hơn nhiều so với bên ngoài. Vì thế, nó thích hợp cho khí hậu lạnh của các vùng miền núi, vùng cao và trồng những cây sinh trưởng của vùng ấm hơn. Sử dụng ở những vùng có nhiệt độ cao hoặc trồng những cây cần có nhiệt độ thấp hơn sẽ đòi hỏi chi phí vận hành hệ thống làm mát nhiều hơn. Thì anh có chia sẻ với quý vị khán giả về cái kỹ thuật để mà thực hiện cái mô hình nhà lưới. Vậy thì không biết đối với nhà kính thì cái việc mà về những cái yêu cầu kỹ thuật thì nó có gì khác biệt so với nhà lưới không ạ? Sự khác biệt giữa nhà kính với nhà lưới thì cái nhà kính này thì nó phải chịu một cái lực nó lớn hơn, bởi vì là có cái phần khung sắt ấy, như các bạn thấy đây. Khung sắt ở trên rất là nặng, nên là phải làm chắc chắn hơn, cũng phải gia cố cái mái này, hệ thống máng này, rồi có cả hệ thống thông gió này.
Máng này là máng nước đấy ạ. Máng này máng chảy nước đấy. Nước của nhà kính này là nó sẽ dồn hết về máng đó. À, đưa ra ngoài. Để khi mà mưa thì nước sẽ đưa ra ngoài. Đấy, như thấy cái nhà kính này thì sẽ không có mưa ở bên trong. Không có mưa vào trong trong cây trồng. Thế là cái lượng bệnh nó hạn chế rất là nhiều. Cái vòm mái này thì thiết kế là cao hơn so với bên lưới kia là 1 mét. Cái vòm của nó để cho mình làm chóp hình mái nhà đấy. Vâng. Hai bên đấy, chạy hai bên đấy. À, chính vì vậy nên là về cái phần khung, phần sắt mình cũng sẽ là tốn kém hơn. Sẽ tốn kém hơn. À, như em thấy thì ở trên thì mình có thiết kế là phần mái kính ạ. Nhưng mà ở phía hai bên hông ấy, thì mình lại thiết kế bằng phần lưới. Vậy thì cái mục đích của cái thiết kế này là gì hả anh? À, thực tế ra cái thiết kế như này là để mình tiết kiệm chi phí thôi. Nhưng mình làm theo hướng tiết kiệm thì mình sẽ làm theo hướng là xung quanh mình sẽ bao bằng lưới, phần trên là kính. Thì sẽ giảm được tương đối nhiều chi phí. Khi không khí có gió thì nó sẽ lưu thông vào. Đứng đây có gió là có thể cảm thấy được luồng gió ngoài đẩy vào. Thì giảm cái lượng nhiệt ở bên trong nhà kính đi. Cái lợi thế của cái nhà kính nhà lưới này thì nó có một cái khung dàn sẵn của nhà lưới nhà kính rồi. Thế nên mình bắt được cái dàn rất là cao. Cao khoảng từ 2,5 mét. Hơn 2,5 mét, 2,5 mét đến 2,7 mét. Ở bên cạnh đó thì để tận dụng được cái neo dàn cối dừa thì mình có thể là làm thêm những cái lưới mà bắt từ lúng ngọ sang lúng kia. Thế cho nên thời gian thu hoạch nó cũng dài hơn trồng ở ngoài môi trường ngoài. Vậy trồng môi trường ngoài thì mình chỉ làm cái khung chữ A thôi. Thì chiều cao nó rơi vào khoảng 1,6-1,7 là hết thôi. Còn trong này thì mình sẽ cho neo rất là cao thì mình thu dài hơn. Thì từ cái dàn này, cái dưa này gọi là dưa leo mà. Khi có dàn nó leo, mà leo nhiều thì mình sẽ thu được nhiều. Còn cái hệ thống tưới cần những cái gì để đảm bảo cây cung cấp đủ nước, đủ độ ẩm để cây phát triển ạ? Như bạn thấy đấy, vùng này vùng đồi núi mà. Cho nên là cái nguồn nước nó cũng hạn chế. Thì xuất phát từ đó thì mình mới tìm hiểu để tìm tòi và làm theo những trang trại trước người ta đã làm. Đó là hệ thống cái tưới nhỏ giọt đây này. Thì hệ thống tưới này thì thứ nhất là tiết kiệm nước. Thứ hai tiết kiệm phân, bởi vì nó sẽ nhỏ vào tận gốc. Thứ ba tiết kiệm nhân công, nhân công lao động. Ví dụ cả một cái nhà lưới này ấy, mà tưới bằng tay thông thường ấy, thì khả năng là phải mất. Nhưng mà nếu mà hệ thống tưới này ấy, mình cho lên bể kia tưới xuống hệ thống này thì chỉ mất khoảng 30 phút thôi là đã giải đều cái các gốc. Mà rất là nhàn. Hệ thống tưới này thì mình dùng bằng cái ống nhựa PVC này. À, cái ống nước dẫn nguồn đây đúng không? Dẫn nguồn này thì cũng rất là bền, có thể dùng vài năm. Dẫn nó tới các luống này, mỗi một luống cây thì mình sử dụng hai cái ống dẫn trực tiếp vào hai hàng dưa. Trong cái ống dẫn này thì nó có khoảng cách cứ 20 cm là có một lỗ để nhỏ giọt. Một lỗ phục vụ ở tận gốc, một lỗ thì ra vùng ven. Thì sau này cái hệ thống dưa này thì dễ chùm mà, nó phát triển toàn khu vực này. Thì dẫn phân, dẫn nước tới tận gốc. Thế cho nên là hiệu quả tưới tiết kiệm và hiệu quả cao hơn. Những cái hệ thống những cái tưới mà đường dây dẫn mà đi vào tận luống này mình lắp đặt sát vào gốc hay như thế nào anh? Đúng rồi, cái này mình lắp đặt sát vào gốc. Như trồng trong nhà lưới nhà kính này thì cho nên là hạn chế được cả bệnh. Thế nên là mình sẽ không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Thì mẫu mã rất là đẹp, như các bạn thấy đây. Ở ngoài thì sẽ có những tình trạng con sâu xanh ấy, nó gặm, có những vết gặm trên quả. Nhưng mà trong này thì hầu như không có một cái dấu hiệu nào của sâu mang lại. Đấy. Thế là mẫu mã chất lượng sẽ đâm cao hơn. Trồng phương thức truyền thống ở bên ngoài ấy, thì sẽ thu được khoảng 1 tấn trên một sào. Thì của mình đây sẽ thu được khoảng từ 1 tấn 3 đến 1 tấn rưỡi trên một sào bắc bộ. Trong một vụ đấy đúng không? Trong một vụ kéo dài khoảng 70 đến 80 ngày. Trồng đây trong này thì mình cũng có thể đang vụ được là kéo khoảng 3 lứa trên một năm đấy. Còn ở ngoài thì trồng được khoảng 2 lứa thôi. Tại thì mình làm cái sản phẩm an toàn như này thì cái nguồn cung đầu ra hiện tại là đang không đủ. Và rất nhiều người có nhu cầu. Hiện tại bây giờ thì tiêu thụ là trên toàn tỉnh, đưa lên cả thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình rồi. Như vừa rồi anh có chia sẻ thì lượng nông sản của gia đình mình sản xuất hiện chưa đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Vậy thì trong thời gian tới thì gia đình có định hướng mở rộng hay là đầu tư thêm để cái mô hình mình ngày càng phát triển hơn nữa không? Như mà cái mô hình mình phát triển đây ấy, thì cái lượng sản phẩm ra hiện tại là đang không đủ cung ứng ra thị trường. Thì cái định hướng tới đây thì sẽ riêng nhà mình sẽ làm thêm một cái nhà kính ở đằng sau khu này cũng 1.000 m². Và để phát triển cũng như là để có một cái lượng sản phẩm nhiều hơn thì mình đang nghĩ đến cái hướng là sẽ liên kết với bà con nông dân ở quanh khu vực. Bởi vì là khu vực gần đây thì cái lượng đất để trống rất là nhiều.
kết hợp với này sức lao động của bà con cũng dư thừa cũng nhiều, chưa có cái định hướng cây trồng nào để cho hiệu quả kinh tế cao cả. Và cái mô hình này cũng đang cho hiệu quả tốt, mình muốn liên kết với bà con để ra một cái sản phẩm ổn định, cũng như đứng ra để bao tiêu đầu ra cho bà con. Và cũng khi làm như thế thì sẽ phải định hướng bà con là sản xuất theo hướng an toàn, bởi vì cái mục tiêu ban đầu của mình là để sản xuất ra sản phẩm an toàn, sạch để phục vụ cho người tiêu dùng. Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của anh. Chúc anh cũng như gia đình cái mô hình ngày càng phát triển hơn nữa và đem lại cái thu nhập ổn định cho gia đình, cũng như là hướng đến là giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương.